trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Quê hương đi để trở về diễn ra tại Cổ Lũy, Cô Thu, Quảng Ngãi. Chương trình do Trường Kha Tibetan cùng đội viên tổ chức. Vào lúc 17:30 chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023, mời quý khán giả đón xem những quả hồng.